Cảm ơn quý vị trở lại với VATV. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình du lịch với bác sĩ Nguyễn Thanh Long. Thăm Đại Hàn. Đại Hàn Dân Quốc hay là Nam Hàn là một quốc gia thuộc Đông Á, nằm ở nửa phía nam của bán đảo Triều Tiên. Phía Bắc giáp với Bắc Triều Tiên, phía Đông giáp với biển Nhật Bản và phía Tây là Hoàng Hải. Hàn Quốc có khí hậu ôn đới và địa hình chính yếu là đồi núi. Lãnh thổ Hàn Quốc trải rộng 100.032 cây số vuông với dân số 50 triệu người. Chiến tranh giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc chỉ được kết thúc bằng một hiệp định ngưng bắn tạm thời mà thôi, không phải là đình chiến vĩnh viễn. Trong các thập niên từ 1960 tới 1990, kinh tế Hàn Quốc phát triển vượt bậc và trở thành một nước có nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á và thứ 15 trên thế giới. Thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Seoul hay là Hán Thành, dân số chính thức khoảng trên 10 triệu người, nằm ở phía Tây Bắc. Tôn giáo 46% không theo tôn giáo nào, 29.2% theo đạo Cơ Đốc, 22.8% là Phật tử. Chúng tôi có đến thăm một chùa ở Seoul trong ngày thường, mà cũng có nhiều bà mặc quốc phục chắp tay đón tiếp rất lễ phép ngay trước cổng. Hàn Quốc có một mẫu bản in khắc trên gỗ xưa nhất còn sót lại là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni Muju Jeong Wang. Bản mẫu này được tin rằng đã được làm ra tại Hàn Quốc vào năm 750-751 trước Công Nguyên. Nếu đúng như vậy thì bản in này có nhiều tuổi hơn Kim Cương Kinh. Ẩm thực Hàn Quốc nổi tiếng nhất với món kim chi, một món ăn sử dụng quá trình lên men đặc biệt để bảo quản một số loại rau, trong đó phổ biến nhất là bắp cải. Đây là một loại thực phẩm lành mạnh vì nó cung cấp các vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết. Gochujang, một loại nước sốt truyền thống Hàn Quốc làm từ ớt đỏ, rất thông dụng, cũng như tương, tiêu hoặc ớt là những món điển hình của nền ẩm thực nổi tiếng với vị cay. Một món ăn nhanh phổ biến ở Hàn Quốc là kimbap, gồm cơm trộn với rau và thịt cuộn trong lớp rong biển. Các ngày lễ: Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán, lễ Phật Đản, Tết Trung Thu, Giáng sinh. Cung điện Hoàng gia Jeonbuk xây dựng lần đầu vào năm 1394 bởi vua Tenjo, vị vua đầu tiên của triều đại Joseon, và được tái thiết năm 1867. Đây là cung điện chính và lớn nhất trong năm cung điện gồm Jeonbuk, Jangdeok, Jangjeon, Deoksu và Jeonhui của triều đại Triều Tiên. Jeonbuk, tên Việt là Cung Cảnh Phúc, được xây dựng trên khoảng đất rộng và bằng phẳng, nơi thiết triều chính của vua chúa Triều Tiên. Đây là biểu tượng cho quyền lực phong kiến của vương triều. Nếu đối chiếu với các kiến trúc kinh thành còn lại ở Việt Nam, Cung Cảnh Phúc tương đương với Điện Thái Hòa tại khu di tích đại nội của cố đô Huế. Phía dưới và trước Cung Cảnh Phúc có hai hàng trụ nhỏ chỉ định chỗ đứng của các đại quan đứng chầu vua. Các phòng ốc đều có lỗ trống ở dưới là nơi người ta cho củi vào để đốt sưởi sàn nhà,
Đó là lý do người đại hàng nằm ngủ trên sàn nhà. Nghi lễ đổi gác ở cung điện Gyeongbokgung, Cảnh Phúc. Nghi lễ này bắt đầu được tái thực hiện từ năm 1996. Lễ bắt đầu từ 10 giờ sáng mỗi ngày, mỗi lần dài 15 phút và mỗi tiếng lặp lại một lần. Phiên đổi gác chót trong ngày là 3 giờ chiều. Nghi lễ này diễn tả lại phong cảnh huy hoàng của các triều đại vua chúa thời phong kiến. Trong nghi lễ, các ngự lâm quân to người được trang phục giống như thời Joseon, có nhiều màu sắc sặc sỡ, họ mang gươm giáo trông rất oai vệ. Các du khách thi nhau chụp hình, nhưng đứng gần họ vì mình nhỏ con nên cũng có phần mặc cảm. Vào mùa đông thì các phiên gác có thể thay đổi tùy theo tình hình và thời tiết. Vùng phi quân sự DMZ, Demilitarized Zone, nằm ở giữa hai bên bờ Nam Bắc Triều Tiên, cách Seoul 30 cây số, khu vực phi quân sự DMZ luôn được xem là một trong những điểm đến nóng bỏng trên thế giới. Vậy là hơn 60 năm đã trôi qua kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên và hình thành nên đường ngừng bắn dài 155 dặm tại vĩ tuyến 38. Nơi đây chỉ mở cửa cho khách nước ngoài, ngay cả công dân Hàn Quốc cũng không được phép vào. Mỗi ngày chỉ một số lượng khách tham quan nhất định được cấp phép vào xem. Đây là một nơi nguy hiểm và bí ẩn đối với một số người. Và điều quan trọng trong bậc nhất là phải tuyệt đối nghe theo lời hướng dẫn viên. Chỉ được phép chụp ảnh ở những nơi cho phép chụp. Trong khu DMZ, chúng tôi thấy nhà ga thống nhất Dorasan Station đã được xây dựng xong từ lúc nào. Cửa ga đến Bình Nhưỡng, Pyongyang, cũng đã thiết lập. Quầy bán vé, nhân viên tất cả đều sẵn sàng. Thế nhưng, những du khách như tôi chỉ có thể đến đó, đóng dấu một con tem kỷ niệm rồi ra về. Chúng tôi đến vùng phi quân sự của Đại Hàn vào mùa đông. Tuyết đóng một lớp đều trên mặt đất, nên ngó vòng quanh thấy trắng xóa. Sau khi xem nhà ga, phòng bán vé, phòng triển lãm, bên trong cũng như máy bay và súng đại bác, nhìn ống dòm qua bên phía bắc hàng và cuối cùng xem một nơi như một tấm vách có vô số thư của người Nam Hàn viết cho người Bắc Hàn để tỏ lòng thương nhớ người thân. Những thư này chỉ dán ở đó chứ không gửi được. Sau cùng chúng tôi nói với người hướng dẫn viên là chúng tôi muốn xem hướng đường hầm mà khi xưa Bắc Hàn đã đào để tấn công Nam Hàn, nhưng giờ chót không thành công vì bị bại lộ. Có tất cả là 3 đường hầm, nhưng chỉ có một đường hầm là cho du khách xuống xem. Đường hầm này dài 2 cây số, phải mua giấy trước thì mới lên được một đoàn xe nhỏ chở xuống đường hầm cho xem, nếu không thì chỉ có cách là đi bộ. Chúng tôi đồng ý đi bộ. Người hướng dẫn viên đưa cho chúng tôi 2 cái nón sắt để đội, rồi để cho chúng tôi đi một mình. Lúc đầu thấy có nhiều nhóm đi chung, nhưng sau không thấy ai hết. Chúng tôi cũng hơi sợ. Đi một đội thấy có xe tua đi ngang qua. Chúng tôi yên trí một chút vì mình không có đi lạc. Đường hầm có kích thước cho xe tăng lớn chạy thoải mái. Có chỗ rộng ra bằng 2 lần. Vừa đi vừa lóng tay cho chắc là không có tiếng đào đất, vừa cầu trời Phật cho Bắc Hàn đừng tấn công Nam Hàn lúc này, vì chúng tôi chạy ra không kịp. May quá khi thấy bảng cấm và đèn đỏ chớp, tức là đã cuối đường. Chúng tôi mừng quá, quay lại vọt lẹ trở lên. Khi gặp người hướng dẫn viên
đứng đợi trên đường hầm mừng rỡ bắt tay chúng tôi và nói congratulations. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng trên SBTN. Thanh Trang kính chúc quý vị một ngày cuối tuần hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thanh Trang xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát hành kỳ tới.